Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trực tuyến của trường Chu Văn An, bộ môn sinh học khối lớp 8. Hôm nay cô và các em sẽ cùng tìm hiểu tiếp bài số 42, đó là bài vệ sinh da. Các em nhìn hai hình ở trên màn hình, các em sẽ thấy là da lúc này, một hình là da em bé bị bẩn, hai là hình da của mình cũng sẽ bị rất là nhiều các đốm mụn. Vậy thì da bẩn sẽ có hại như thế nào? Chúng ta tìm hiểu phần 1 là mã bảo vệ da. Đây là hình ảnh của vi khuẩn phát triển trên da bẩn. Vậy thì mình sẽ thấy là da bẩn nó là cái môi trường rất thuận lợi để cho vi khuẩn phát triển, phát sinh bệnh ngoài da nè. Da bẩn còn làm hạn chế những hoạt động tiết mồ hôi và do đó là nó sẽ gây bích những cái lỗ chân lông, vì vậy ảnh hưởng đến sức khỏe và đến vệ sinh da. Vậy thì da mà bị xây xát á, nó sẽ có hại như thế nào? Các em nhìn thấy ha, khi mà da bị xây xát mà chúng ta không sát trùng kỹ thì rất dễ dẫn đến nhiễm trùng. Và cái hình kế bên là hình nhiễm trùng do nặng mụn, tức là khi mà chúng ta nặng mụn thì chúng ta tạo những cái vết thương hở ở trên bề mặt của da, và do đó là vi khuẩn cũng sẽ tấn công gây nhiễm trùng trên da. Đó câu trả lời các bạn sẽ thấy ha. Da bị xây xát sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn đột nhập cơ thể nè, gây nên các bệnh viêm nhiễm nè, có khi gây bệnh nguy hiểm như là nhiễm trùng máu hoặc là nhiễm trùng vi khuẩn uốn ván. Vậy để bảo vệ da thì chúng ta sẽ cần làm gì? Chúng ta sẽ cần thứ nhất là chúng ta giữ gìn da thật là sạch sẽ bằng cách là thường xuyên tắm rửa nè, vệ sinh, thay quần áo. Và khi mà một ngày khi mà chúng ta đã đi làm, đi học về rất là mệt rồi, tiết ra nhiều mồ hôi, da bị bẩn, chúng ta tắm rửa xong thì chúng ta nên thay quần áo mới, không nên mặc lại quần áo cũ. Và chúng ta cũng vệ sinh không phải chỉ bản thân quần áo, bản thân của mình không, mà cả những cái vật dụng ở xung quanh mình, ví dụ như là mền, gối nè, gối nằm, ra giường hoặc là khăn tắm, là những cái vật dụng sẽ tiếp xúc trực tiếp với da. Như vậy thì nó sẽ, nếu mà nó dơ thì nó bẩn thì nó sẽ không làm cho da của mình được sạch sẽ được. Như vậy thì cũng sẽ gây nhiễm trùng da. Và ngoài ra thì tránh để da bị xây xát hoặc là bị bỏng, bởi vì như vậy thì sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập và gây viêm nhiễm cho da. Các em ghi hai ý này vào tập nhé. Rồi, tiếp tục chúng ta qua tiếp phần 2 la mã là rèn luyện da. Ở phần 2 la mã này thì nó có một cái bài tập cho mình, đó là người ta cho mình tất cả những cái hình thức rèn luyện và mình sẽ đánh dấu tích vào những hình thức nào mà mình cho là phù hợp nhất. Thế thì trong những cái hình thức này, các em sẽ thấy hình thức nào là phù hợp. Các em tự làm nhé, sau đó các em sẽ so sánh kết quả với cô ha. Rồi mình sẽ thấy ha, thì cái thứ nhất là chúng ta nên tắm nắng lúc 8 đến 9 giờ, tức là trước 9 giờ. Hôm nào mà nếu mà có nắng sớm một chút thì chúng ta sẽ tắm trước 8 giờ rưỡi. Cái thứ hai là chúng ta nên tập chạy buổi sáng và tham gia thể thao buổi chiều nếu như buổi sáng các em không có thời gian hoặc là các em ngủ dậy muộn. Và cái thứ tư là các em phải thường xuyên xoa bóp da để cho máu lưu thông được dễ dàng, và đó cũng là một cái hình thức để tập thể dục cho da. Và cuối cùng là chúng ta lao động chân tay vừa sức. Ở đây thì có hình thức là tắm nước lạnh. Nước lạnh ở đây là nước quá lạnh. Thì nếu như mà chúng ta không quen tắm nước lạnh thường thì chúng ta không nên tắm nước lạnh quá lạnh một cách đột ngột. Còn nếu như mà chúng ta đã có thói quen tắm nước lạnh hàng ngày, nước thật lạnh nó hàng ngày, thì đó cũng là một cái cách để rèn luyện cho da tốt nhất. Nhưng mà ở đây thì thường là cô thấy là chúng ta không có thói quen tắm nước lạnh mỗi ngày, vì vậy chúng ta không nên thực hiện cái hình thức rèn luyện da này nhé. Rồi bây giờ chúng ta làm tiếp một bài tập nữa.
Đó là người ta cho mình tất cả 5 nguyên tắc, chúng ta sẽ sử dụng cái dấu tích để đánh dấu vào những cái nguyên tắc nào là phù hợp ha. Thì trong 5 nguyên tắc này các em thử làm xem nguyên tắc nào sẽ là phù hợp. Các em cùng so sánh đáp án với cô nào. À, cái nhìn qua bên kia thì em cũng sẽ thấy rõ rằng nguyên tắc thứ hai phải rèn luyện từ từ, nâng dần sức chịu đựng. À, chúng ta không nên rèn luyện một cách là đột ngột, chúng ta rèn luyện nâng tới mức tối đa thì như vậy sẽ rất là nguy hại cho da. Nguyên tắc thứ ba, rèn luyện thích hợp với từng tình trạng sức khỏe của từng người. Và nguyên tắc thứ năm, cần thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào buổi sáng để cơ thể tạo ra vitamin D chống còi xương. À, đây cũng chính là những cái hình thức rèn luyện da phù hợp. Các em ghi nhận ba ý này vào tập nhé. Tiếp theo chúng ta qua phần ba la mã phòng chống bệnh ngoài da. Thì các em sẽ thấy là bệnh ngoài da, một số bệnh ngoài da phổ biến, thứ nhất là do lang ben, thứ hai là hắc lào, ghẻ lở, viêm da mụn trứng cá và bỏng. Ở đây cô hệ thống một số bệnh ngoài da và cách phòng chống bên trên cái bảng. Thì mình sẽ thấy thứ nhất là bệnh lang ben ha, biểu hiện là có những cái giác trắng hoặc là bạc màu hơn da thường. Giác trắng tức là nó có những cái đốm 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 màu trắng nổi trên da và nó màu của nó nhạt hơn là màu của cái da mình. Nguyên nhân là do nấm. À, cách phòng chống là chúng ta không mặc quần áo ướt nè, tránh dùng chung quần áo khăn với lại người mắc bệnh vì nó sẽ lây nhiễm ha, qua tiếp xúc. Bệnh thứ hai là hắc lào, biểu hiện là có những cái mảng sần đỏ và mụn nước xuất hiện trên da, nguyên nhân là do nấm ha. Và phòng chống bằng cách là chúng ta cũng không mặc quần áo ướt nè, tránh dùng chung quần áo và khăn với người mắc bệnh. Bệnh thứ ba là ghẻ lở, nguyên nhân biểu hiện là do da có nhiều mụn, ghẻ, sưng lở gây ngứa ngáy và càng ngứa thì mình càng gãi và như vậy sẽ gây nhiễm trùng, cái vết ghẻ đó sẽ lan bự to ra. Nguyên nhân là do vi Cách phòng chống ha là thường xuyên tắm rửa bằng xà phòng và giữ cho da luôn sạch sẽ và khô ráo. Bệnh thứ tư là bệnh viêm da do mụn trứng cá, biểu hiện là có những cái vết sưng viêm đỏ to lên ở khu vực có mụn, nguyên nhân là do vi khuẩn tấn công. Và cách phòng chống là mình phải thường xuyên rửa mặt bằng nước sạch và không được tùy tiện sử dụng tay chưa được gọi là vệ sinh sạch sẽ mà mình đã nặng mụn, cũng như là không lạm dụng kem phấn. Bệnh ngoài da thứ năm là bỏng, biểu hiện là da bị phồng nước, rợp và nhiễm trùng. À, nguyên nhân là do nhiệt, do hóa chất gây ra. Cách phòng chống là tránh tiếp xúc với nhiệt, với hóa chất. Như vậy thì những nguyên nhân nào sẽ gây ra các bệnh ngoài da? À, mình sẽ thấy là nguyên nhân gây ra bệnh ngoài da là do, một là nhóm nguyên nhân do vi khuẩn, do nấm tấn công làm cho mình bị bệnh ngoài da. Và nhóm nguyên nhân thứ hai là do bị phỏng, phỏng nhiệt hoặc là phỏng hóa chất. Thì khi phỏng nhiệt á, này nó có phỏng lạnh và cả phỏng nóng. Vậy thì chúng ta cần làm gì để phòng chống các bệnh ngoài da? À, thứ nhất là mình phải giữ vệ sinh thân thể của mình ha. Thứ hai là giữ vệ sinh nơi ở, môi trường nơi ở và nơi công cộng. Và thứ ba là tránh để da bị bỏng, bị xây xát. Các em ghi nhận các ý này vào tập nhé. Bài học đến đây là hết. À, chúng ta về nhà học bài ha và thường xuyên thực hiện bài tập số 2 của sách giáo khoa. Các em sẽ mở ra với bài tập số 2 đó, người ta yêu cầu mình là hãy rửa mặt, chân tay sau khi lao động, khi đi học về, tắm giặt thường xuyên. Ngày nghỉ thì nên tắm nắng chừng 30 phút trước 8 giờ sáng. Bài tập này là bài tập mà cô nghĩ các em nên làm một cách thường xuyên nhất mỗi ngày để rèn luyện cho da được tốt nhất. À, đặc biệt là trong mùa Covid này thì chúng ta cũng nên là vệ sinh tay, rửa thật tay thật sạch sẽ khi chúng ta đi từ ngoài về ha, để phòng chống dịch được tốt nhất. Cuối cùng các em đọc một em có biết và ôn lại cho cô bài phản xạ để chuẩn bị cho bài tiếp theo nhé. Mến chào các em.